Các bạn thân mến, các bạn cũng có cái câu hỏi là piu da có an toàn không? Sẽ sử dụng cho những cái trường hợp nám nào? Tại làm sao khi mà piu xong rồi có những trường hợp nám nó đậm lên và chúng ta sẽ có thể là dự phòng, mình phòng ngừa bằng những cái cách nào? Thì cái piu da được coi là một trong những cái cách để mà điều trị nám, cũng giống như là một trong những cái thủ thuật can thiệp giúp cho da được thẩm mỹ hơn. Thì cái piu da đó có thể được thực hiện với những trường hợp có nám ở cái mức độ vừa và nặng. Sau khi đã không đáp ứng với điều trị bằng thuốc bôi, sau 3 tháng đánh giá điều trị tích cực, thì người ta sẽ sử dụng cái piu da. Piu da nó sẽ tốt là vì nó ngoài cái chuyện hỗ trợ điều trị nám, nó còn giúp cho các bạn cải thiện cái kết cấu của da. Ví dụ như là làm thu nhỏ lỗ chân lông, làm cho da của mình trẻ trung hơn, đỡ mụn và đỡ cả cái những cái dấu hiệu của da lão hóa nữa. Tuy nhiên cần phải được thực hiện bởi những cái chuyên viên mà đã được huấn luyện. Và đặc biệt là bản thân cái người mà được lột da đó, người bệnh nhân phải được chuẩn bị tốt trước và sau lột, cũng như là phải đảm bảo cái việc tránh nắng tích cực. Thế thì tại sao có những cái trường hợp sau khi piu da xong thì lại kết quả là không như mong muốn mà lại bị đen hơn? Điều này được giải thích như sau. Cái thứ nhất là cái người bệnh nó không có thực hiện tránh nắng được tích cực. Tức là các bạn biết là sau khi piu da, cái làn da của mình là một cái làn da mới. Là một cái làn da mới, nó thay cho cái lớp da cũ đã được loại bỏ đi. Cho nên là nó không có đủ cái melanin để bảo vệ. Và do đó khi mà mình đi ra nắng như vậy, lập tức một cái phản xạ huy động tân tạo melanin mới để bảo vệ cho da, nó sẽ được hình thành và do đó nó sẽ làm cho da trở nên sạm nám hơn. Cái thứ hai nữa đó là một số những cái trường hợp họ sở hữu một cái làn da dễ bị một cái vấn đề gọi là tăng sắc tố sau viêm, sau những cái chấn thương trên da. Ví dụ như họ chỉ cần có cái mụn thôi nè, họ chỉ cần có một vết phỏng, họ chỉ cần có một cái vết dao cắt, họ chỉ cần côn trùng đốt là họ để lại một cái vết thâm. Nó dễ bị thâm hơn, thâm đậm hơn và lâu hơn so với những người khác. Thì như vậy khi mà mình piu da đó, vơ rơi vào những cái đối tượng như vậy, các bạn cũng có thể thấy được rằng là cái vết sạm nám nó sẽ đậm lên. Tuy nhiên là nếu như chúng ta tránh nắng tốt và sử dụng những cái chất giúp tẩy sắc tố tích cực thì sau đó thì nó sẽ nhạt màu và về bình thường. Thì để dự phòng những cái trường hợp mà tăng sắc tố sau khi mình piu da cho những cái trường hợp sạm nám da thì chúng ta cần thực hiện tốt những cái điều sau đây. Cái điều thứ nhất là trước khi piu da chúng ta có thể bôi hydroquinone trước đó từ 1 cho tới 2 tuần. Cái thứ hai là các bạn nên chọn lựa và với những cái đối tượng mà có làn da sậm màu, ví dụ như là da mà mình thấy cái màu da nó ngăm ngăm đen, da bánh mật á, cái từ gì của mình là da bánh mật đó, rồi cái môi sẫm màu một tí, hốc mắt nâu nâu một chút thì các bạn nên thận trọng, tốt nhất là không nên chọn cái phương pháp đó. Cái thứ ba đó là tránh nắng tích cực từ trước, trong và sau khi piu da. Và cái thứ tư là sử dụng những cái sản phẩm giúp làm sáng da tiếp sau đó, sau cái giai đoạn da đã phục hồi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ dự phòng được cái tình trạng tăng sắc tố sau khi mà mình piu da để điều trị sạm nám.